Từ giờ dơ là sao chưa hiểu, đừng đâu dù đó à, cái đó bừa bộn chứ không phải là ở dơ. Em nói ở dơ cái gì tưởng tượng nó bốc mùi vậy đó, bề bộn. Em không ăn hiếp, nhưng mà ông này á là kiểu là từ trước tới giờ ông quen ai ông cũng trên cơ hết á. Lần đầu tiên gặp một cái người nói lại quả báo chuyển tiền à, em lại sẽ kiểu là ổng làm cái gì cái đó đúng không, xong rồi ổng bực em làm lại. Em đi tập về em cũng mệt, xong em nằm trên giường em chơi con, cầm cái cục wifi mình gắn vô tường á, xong gắn không vô cái tự nhiên quạo, xong bán mạnh một cái vô ăn một cái xong đi ra đóng cửa cái rắm. Nhiều lúc em cũng bực. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Hôm nay nghệ sĩ Tiết Cương đưa Cát Tường đi khám phá gia đình nào đây? Một cặp vợ chồng rất trẻ trung, rất là năng động trong một phố nhỏ, hẻm nhỏ ở quận 7. Ồ, bà đã tìm hiểu kỹ chưa? Cặp vợ chồng này là cũng liên quan tới nghệ thuật của mình đó. Là sao? Là cặp vợ chồng này về này là... Nói gì? Nhảy hả? Vũ đạo hả? Chưa, cái này là tôi nhảy, gọi này gọi là búp bơ thôi. Không, nhưng gì? Mà... là đen á, nhưng mà anh chồng á là làm cái nghề mà nhảy mà biết cái đầu cắm xuống đó cái giò chỉ anh trời quay không biết. Mình tạm gọi là người ta là vũ công đi, công á. Bây giờ tới nhà chưa? Nhìn thấy căn nhà kia không? À, có căn nhà lá, kế bên căn nhà lá có căn nhà lầu 3 tầng, đó là nhà của nhân vật cặp vợ chồng mà chúng ta đang tìm hiểu. Mọi người có tin tưởng nghệ sĩ Tiết Cương không? Quả tình. Muốn biết thảy hay không? Đi theo, đi theo tôi. Rồi tới rồi, xin mời nữ nghệ sĩ Cát Tường. Có ai ở nhà không? Ô, xin chào em. Wow. Ê, tôi thấy cặp này quen quen lắm, như có gặp đâu rồi á mọi người. Vợ chồng này trong Vợ Chồng Son. À, hèn chi. Rồi, có coi cái tập của tụi em rồi. Rồi mời vào qua. Vào nhà. Đi mời Cát Tường vào nhà. Quen nhưng mà bây giờ là chương trình mới. Hồi nãy đúng rồi, ngoài cửa vô là ổng có em bé đúng không? Dạ. Là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ lấy nhau được 6 tháng. 6 tháng thấy con mà lớn rồi. Quen nhau mới 1 năm. Bữa nay là cháu được mấy tháng rồi Cương? Dạ nay là được gần 3 tháng. Gần 3 tháng. Hồi nãy chưa kịp nhìn thấy mặt luôn, ngoài cửa xóm đông quá. Thấy bà con trời chắc cũng nổi tiếng xóm này nè. Hồi nãy anh Tiết Cương anh nói em là làm gì mà cắm đầu xuống đất quay vòng vòng đó. Em giới thiệu đây là b-boy, em đang theo bộ môn breaking. Người ta breaking b-boy mà ông giới thiệu nãy em giới thiệu cái từ gì đây nè tôi quên rồi. Anh nhảy vậy là bopper. Bopper là cái gì? Bopper là con. Đúng hả? Bopper là bên đây. Dạ. Tiếng nói là vậy nè. Đó, cái đó là con này là gì? Này nó nhiều từ, có thể là hip hop, break dance hay là gì đó để là quen nhau trong cái trường hợp nào? Hai người chung vũ đòn. Không luôn. Đón thêm một lần nữa nha. Hai người gặp nhau trong một buổi tiệc. Đúng rồi, phút đầu là tiệc sinh nhật của người yêu cũ. Ôi, vậy? Người yêu cũ của Thống hả? Dạ. Là bạn của bạn người yêu cũ. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em để tóc ngắn tùm bôi ông này thì đang quen chị kia kìa cũng xinh lắm. Đâu ai để ý ai đâu, thì sinh nhật thì ai tới bạn ai người đó tự xử. Cái đâu chắc cũng tầm 1 năm sau á, bắt đầu quẹo phải Tinder. Gặp xong rồi nói chuyện thì ông này mới lục Facebook, mới thấy là ủa chết rồi gặp rồi nè, trong sinh nhật người yêu cũ nữa. Có thể là lúc gặp là đang có người yêu. Dạ đúng. Là cái sinh nhật của người yêu của bạn này. Dạ. Em là bạn của người yêu bạn này. Dạ. Đi sinh nhật chung. Dạ. Rồi 1 năm sau mới quẹo vô cái Tinder, nhờ cái Tinder là lúc đó bạn này là chia tay với bạn kia rồi. Dạ. Chứ em không phải là tiểu tam đúng không? Dạ đúng rồi. Không phải tiểu tam. Nhỏ bạn gái em đó mà biết em quen với Thống á thì có ý kiến gì không? Có chứ. Giận chưa hay là còn chơi? Tại vì cái lúc sinh nhật của cái người bạn đó là em cũng trung gian qua một người nữa, em là bạn của người yêu cũ. Chứ em cũng không phải bạn trực tiếp của cái bạn không đó. Phải là bạn thân, giờ cũng ít liên lạc. Bên đây còn liên lạc không? Đâu có nha. Em mơ cũng không thấy luôn. Chứ cũng kỳ ha. Cái khúc đó khi mà biết là gặp nhau sinh nhật bồ cũ thì Thống có ngại gì không? Cũng ngại chứ, thấy nó cấn sao. Ủa mà cấn rồi sao còn quen? Hồi lúc mà mới mà gặp nhau nha, là nói chuyện trên Tinder xong kiểu quẹt chúng nhau một cái là nói chuyện được 15 phút là xóa Tinder luôn. Sao vậy? Mẹ này nhắn tin hỏi là mẹ này tại vì thấy mặc áo, thấy bio, thấy áo nhóm đồ á, cái kêu ủa anh cũng trong nhóm với anh Phước Ly hả? Rồi xong nó nói hồi cái em kêu là bây giờ muốn nói chuyện nhiều quá qua Facebook nói chuyện với anh, xóa Tinder luôn tại không thích xài đó, thấy nó sao. giờ lúc đó chồng em xóa là em có xóa không? Còn 2 hôm sau em mới xóa. À em có để đó đây phải không? Có được không? Nhưng mà cho anh hỏi là Thống quẹt bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu tháng mới quẹt trúng Linh? Quẹt đúng 1 tháng hả? Quẹt đúng 1 tháng. Chia tay bằng 1 năm trước là còn có bồ, đúng không? Chia tay bồ rồi đó mới tải áp vô rồi quẹt 1 tháng. 1 tháng trước đó, trước khi gặp cô này là gặp mấy cô? Chắc cũng nhiều. Nhưng bây giờ phải hỏi ngược lại là Linh quẹt mấy tháng gặp Thống, mình cũng phải học ngưng hỏi ngược lại chứ. Ông bạn ở chung nhà với em nó xài, xong cái rủ nó nói là ê lên Tinder đi, trên này nhiều trai lắm. Rồi tải về ngồi tối 2 đứa quẹt chung cho vui, xong mà mình quẹt hoài không trúng ai hết trơn á. Không trúng hay là trúng mà mình không thích? Trúng mà không thích. À tí quẹt là phải trúng đúng không? Cứ quẹt là trúng đúng không? Mát cũng nhiều lắm nhưng mà rủ đi uống cà phê xong cái không chịu. Ông này rủ lúc đó là cũng rủ em đi uống cà phê nhưng mà em cũng đâu đi đâu, thấy không hợp. Rồi sao cuối cùng đi? Bữa đó em có một cái hợp đồng quảng cáo, em không có xe, em kêu ông này anh ơi qua ghé em chở đi cà ông. Trong cái lúc đó là ông cũng rủ em đi cà phê luôn. Xong cái em mới kêu à được. Là lúc đầu là có ý đồ lợi dụng chút. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Qua bữa sau thấy chạy xe cũng được quá, cái quăng cho nguyên cái clip chở đi luôn, như là tài xế công lại. Ủa vậy cho nguyên cái clip anh ơi sáng em đi đây từ mấy giờ tới mấy giờ, chiều đi đây từ mấy giờ tới mấy giờ, xong đi từ đó tới tối luôn. Ủa gì kỳ vậy? Là mới quen là vậy luôn hả? Dạ. Chứ chưa có hẹn hò ở ngoài ăn uống đi chơi gì hết trơn hả? Là cái tối hôm mà uống cà phê về là tính là thôi cái miệng nó chép cái lành quá, không phải gu của em không? Dạ. Rồi sao đưa cái lít quăng ôm luôn rồi đi. Lúc luôn đó là mình cũng ra nào cũng ngu quá rồi. Lúc nào thì mới nói yêu nhau đồ đó, là mới thấy còn công việc không vậy? Cũng lâu rồi. Mấy hôm sau là em buồn, xong cái em làm gì? Em buồn vừa buồn công việc rồi vừa buồn công việc gì quá trời xô ký bạn này đưa đi từ sáng chiều tối luôn mà buồn gì nhiều xô, cũng có áp lực nhiều quá. Xong rồi con cũng có chuyện gia đình nữa rồi bạn bè nữa, thì tự nhiên đâu dồn lại cục. Bình thường thì đang nhắn tin với ông này bình thường, xong cái bữa đó không muốn nói chuyện ai á, cái ông quạo tự nhiên đang nhắn tin đi đâu vậy. Tối bữa đó là em tắt máy điện thoại, tắt nguyên đêm luôn, rồi thử coi giờ mình thí dụ như mà mình bùm cái mình biến mất coi có ai quan tâm mình không. Nó là ông này ông chạy qua tới nhà của em. Từ cái lần mà chở đi tới cái đêm đó là khoảng bao nhiêu ngày? Là 6 ngày. Chưa được tuần nữa là hẹn hò đó. Còn nhanh dữ thật. Là hôm đó có bầu luôn. Cái này bị lắc quá. Cái gọi là mình phải hỏi trận đầu. 4 giờ rưỡi sáng làm xong, đi qua bên đó là gần 5 giờ sáng. Từ quận Nhất đi qua bên Tân Bình, mình suy nghĩ trong đầu là mình chỉ muốn gặp thôi, mình nói chuyện cho nó xong rồi mình về thôi, ở dưới cũng được. Tại vì kiểu lên nhà nó hơi kỳ á. 5 sáng ha, cũng kỳ ha. Mẹ kêu không sao đâu lên, em có sân thượng đẹp lắm. Mà đẹp thiệt, ngó lên là thấy nguyên cái Tân Sơn Nhất luôn. Đang nói chuyện đồ qua lại xong tự nhiên khóc. Xong rồi ông này giống như là trúng tim đen, giống như là từ trước tới giờ mình không trả lòng được với ai hết, tự nhiên ông này ổng vô cái ổng nói hết, giống như nói hết lòng mình. Này gọi là đúng người đúng thời điểm. Lúc đó sao cảm xúc em như thế nào khi mà cô khóc? Sợ lắm, tại sợ con gái nhìn cái không sợ lắm. Với kiểu bị lúng cúng không biết làm sao, lại ôm cái là yêu nhau luôn đó, không nói gì nữa. À em nhớ tôi nè, Thống nè, tin tôi đi. Mà thấy rung rõ ràng, mà cái tay cái đó. Em có trả lời không? Không, trả lời bằng hành động. Vậy là em cũng đọc. Dạ. Thì thấy xăm xiết tờ lưa, tưởng là hổ báo. Tưởng hổ báo lắm chứ. Chị Tường nhìn không ai xăm hổ báo mà xăm con này hết trơn á. Con gì vậy? Con chó mà bị súng răng trong khi hoạt hình á. Em thấy em tha thu ở trên trán là cái số đó có ý nghĩa gì vậy? Số may mắn, nó cũng là ngày sinh. Là 16. Dạ. Có liên quan gì tới Linh không? Em có thể nói một điều được không mọi người? Trên người của Thống có xăm tên của người yêu cũ. Xóa chưa? Nhưng mà chưa có xăm tên của vợ. Ủa mà xóa chưa? Có cái xóa rồi, có cái vẫn để. Ủa có nghĩa là nhiều bồ cũ. Đúng rồi, xăm tên người yêu cũ nghe đó là bạn. Bạn gái thôi. Bạn. Ủa là sao mà nó nghe nè mà nhiều tên chứ không phải một tên hả? Theo em nhớ là 3. Ủa là cái gu em là quen ai là xăm tên người đó vô? Không mời luôn. Ủa là sao? Không có xăm, chưa bao giờ xăm tên người yêu cũ hết. Vậy là em đặt điều. Cái này là gì bạn? Này là con heo, phải là cái chữ không tên nào vậy? Nè cái này là hả? Tôi biết nha, bé heo nè. Bé heo á. Xong chia tay là rip nè. Thì bây giờ người ta đã rip là ta chôn rồi còn cái gì nữa? Khoảng thời gian nào sau cái lần làm tài xế công nghệ đó là có tin vui? 3 tháng. 3 tháng. Nhanh đúng rồi. 11 tháng 1 cũng thường thôi. Hồi đó em 4 tháng rồi. Vậy là chị Cát Tường thua em 1 tháng. Nhưng mà thật sự là hai đứa em là tuổi nó còn rất là trẻ, thì cái chuyện có em bé là mình hoàn toàn là mình đâu có chuẩn bị trước, đúng không? Cái này không phải là vỡ kế hoạch, cũng không phải là ngoài ý muốn nữa, mà em bị bệnh, em bị bệnh tim. Em điều trị rồi nhưng mà bác sĩ có nói với em là sinh em bé thì rất là khó, với lại cái lúc mà đi sinh nó sẽ rất là nguy hiểm, cho nên khuyên là không nên mang. Rồi có nói với em một cái câu về mà em suy nghĩ nhiều lắm, là mình phải suy nghĩ cho đứa nhỏ, lỡ sinh ra rồi mình mất đi còn có nói với cha nó trên đời tội. Thì trước á, em cũng quen bạn trai cũng lâu lắm, cũng tính tới chuyện cưới sinh, nhưng mà cái người bạn đó không có cho em cái niềm tin rằng em sẽ có con. Thống thì cho em một cái niềm tin là anh tin nhất định là ông trời không có phụ lòng người. Đó là cho nên là em khi mà có là em quyết định là để để sinh luôn. Dạ đúng. Nhưng mà khi sinh thì nó có gặp khó khăn gì không? Em nằm ở trong cái người ta gọi là cái box xanh á, là hai phòng kế bên thấy đổi 2 người rồi. Mà em thì em nằm trong cái phòng đó là gần 1 tiếng đồng hồ, em không có hơi thở yếu quá, không có rặn nó ra được. Thì có một cái khúc chính giữa là em buông thì chồng em mới, bác sĩ kêu đi ra lấy nước cho nó uống rồi cho nó thở cái đi. Bác sĩ mới kêu là bây giờ nghỉ đi, ráng một hơi chứ cà nhấp hoài đúng không? Là nó cứ chồi ra xong nó lấy vô như vậy rất là nguy hiểm. Chồng em thì đứng ở trên đè đầu vậy nè, một y tá thì nằm ở bụng đẩy cho nó ra, còn bác sĩ thì tại vì em thì nó không sinh được như vậy nên cắt cũng lớn hơn người ta để kéo ra. Thì lúc mà sinh ra được rồi là cảm thấy là không biết gì nữa, chỉ biết là mừng quá, con mình nghe được tiếng con của mình. Mà sao lúc đầu không chẩn đoán để em sinh mổ? Em giấu cả mẹ chồng em luôn. Tới giờ này nếu mà mẹ coi lại chương trình là giấu gì, giấu cái chuyện mình bị tim ha. Đến khi cái ngày mà xem Vợ Chồng Son, em nghĩ là tới ngày đó mẹ em mới biết là em bị bệnh tim. Nhưng mà bác sĩ người ta phải chẩn, bác sĩ người ta biết chứ, mình đi khám thì mình bị tim mình phải, các bác sĩ phải biết, ví dụ như mà nguy hiểm thì bác sĩ phải chẩn đoán mổ chứ. Tại vì bệnh tim của em á là đã điều trị rồi, cho nên á là thường á là nó chỉ để giống như là tới cái khúc đó, nếu như mà tim mình yếu. Bình thường là em chỉ có bị một cái là huyết áp của em á nó sẽ cao hơn người bình thường khi mà em mệt, với lại nếu như mà em vận động nhiều quá, bị ép dồn ép quá thì em không thở được. Ủa mà vậy sao đi làm nghề nhảy nhót là sao ta? Hồi xưa em mổ tim á là cũng tại vì em muốn đi nhảy em mới mổ. Cuối cùng là sanh ra may mắn là mẹ tròn con vuông ha. Dạ. Con là hoàn toàn không có vấn đề gì vì tim giống mẹ không? Dạ không, hoàn toàn mạnh khỏe. Em không phải là bị bệnh tim bẩm sinh. Dạ. Trong lúc mà vợ em mà chuẩn bị đẻ thì cái ở ngoài phòng chờ thì tâm lý của Thống lúc đó làm sao? Nó ghê lắm. Em cũng đăng ký thi gói xin gia đình để mình được vô mình đỡ đẻ. Nhưng mà cái cảm giác mà mình sợ. Cái tối hôm đó em chở vợ em đi á là lúc 1 giờ sáng, là từ lúc đó cho tới lúc trước khi con sinh, lúc nào cũng suy nghĩ là không biết có khi nào bác sĩ kêu mình là cho mình 2 lựa chọn không? Lúc mà sinh ra nó vừa mừng mình cũng vừa lo nữa, thấy con mình này nằm meo e cái rộng rồi thấy vợ mình nằm. Qua giai đoạn đó khi mà về nhà thì mình cũng chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện chăm sóc con cái, thì bố trí cái việc chăm sóc con như thế nào? Em muốn cảm ơn mẹ chồng em. Nó thật sự mà nói là một người mà kiểu mình may mắn có chồng thương, mà may mắn hơn nữa là có một người mẹ chồng thương em giống như là con gái ruột vậy. Thì cái lúc mà vừa đi sinh về á là mẹ dặn hết. Tối hôm đó là em đã nói với mẹ em đau. Lần đầu mình đâu có biết mình đau bụng sinh là như thế nào đâu. Xong rồi cái mẹ cứ luống cuống, mẹ không ngủ được. Chồng chạy xuống nói là mẹ ơi Linh nó đau quá, thôi chở đi bệnh viện. Là bắt đầu từ đó mẹ luống cuống. Xong mẹ cứ lo. Lúc đầu không phải là em định giấu mẹ chồng của em đâu, nhưng mà cũng trong cái thời gian dịch á thì hai vợ chồng về ở với mẹ, em cũng tâm sự được với mẹ nhiều, em cũng dần hiểu tính mẹ. Em nghĩ nếu như em nói ra cái chuyện mà em bị bệnh tim á, mẹ em sẽ lo hơn vậy rất nhiều luôn. Khi mà về nhà rồi á thì kiểu em cũng còn mệt nhưng mà cố gắng, mình cứ cố gắng. Thì lúc đó em cứ suy nghĩ trong đầu là bệnh của mình á 70% là nhờ tinh thần, 30% là thuốc thôi. Thì một cái hình ảnh mà cả cuộc đời em nghĩ là em may mắn lắm em mới nhìn được cái hình ảnh đó. Ngày đầu tiên bước về nhà luôn, chồng em thì ẵm em bé, em thì đang ngồi chỉnh lại cái chỗ cho con nằm. Mẹ chồng em từ ở dưới nhà mới bưng cái mâm cơm mà chính tay mẹ bưng lên cho em ăn. Tất cả những món trên đó đều là mẹ nấu cho em hết. Em cảm thấy em rất may mắn khi em được thấy. Mà em nghĩ cuộc đời mình nhiêu đó đủ. Có mẹ thương mình và có thêm một cái người mẹ chồng thương mình nữa là rất hạnh phúc. Có những cái thông điệp này hôm nay mà Linh chia sẻ vậy để cho các bạn trẻ, tại thường em làm mấy chương trình mai mối á, mà mấy bạn trẻ mà cứ nghe chồng nhà nghe mẹ chồng là họ có làm dâu không là không, ở với mẹ chồng không là không ngay từ đầu luôn. Thì thật ra nó không phải là như vậy, tại thật ra người cũng có người này người kia, tình cảm của con người mà, có người mình thương rồi mình không thương đó là, chứ không phải là do mẹ chồng hay là do nàng dâu. Rồi, cảm ơn Linh với thông điệp rất là dễ thương ha, về mẹ chồng nàng dâu ha. Tiến qua tới hai vợ chồng nè, giờ ở chung từ hôm bữa sinh con ra tới giờ thì chắc là trong nhà cũng vui, nhưng mà chắc chắn là cũng có nhiều cái nó bức bối bực bội trong người ha. Nãy giờ trời vợ kể chuyện mà chồng nhìn ánh mắt ngưỡng mộ đắm đuối yêu vậy lắm, thần tượng vợ vậy lắm. Đâu vợ chồng tố vợ trước đây nè. Ở giờ dơ là sao chưa hiểu, đụng đâu dùng đó à, cái đó bừa bộn chứ không phải là ở dơ. Em nói ở dơ cái gì tưởng tượng nó bốc mùi vậy đó. Bề bộn không có ngăn nắp thôi. Ở dơ là ở dơ như thế nào? Bề bộn á, phải ở dơ thì người ta nói ở dơ thì tôi phải hỏi cái từ ở dơ. Cái giống như bộ đồ mặc có cái sọt đồ để giặt không bỏ vô đó, thay áo dục ra ngoài vậy á, thay quần cũng dục ra ngoài vậy á. Thế xong mình đã phải làm việc ở ngoài rồi về nhà cũng phải làm việc nữa, xong rồi vừa quay qua vừa ra khỏi, đứng dậy ra khỏi cái bàn máy tính là quay qua thấy gì vậy ta. Cọc lắm, cọc cực kỳ luôn. Có bằng chứng không? Có hết luôn. Thấy cái khăn sữa của con dắt đó hả? Cái khăn sữa của con đáng lẽ nó phải nằm ở dưới cái vỏ này, đó là vỏ đồ dơ của con. Dắt nó, dắt rồi đó, dắt nó vô tiện. Có quạo có chửi không? Chửi mấy cái món đồ đó. Không nên chửi vợ đồ. Vậy là dưới màu rồi, có vẻ bộ dưới màu vợ rồi. Vậy là em ăn hiếp chồng dữ lắm hả Cưng? Không. Lại không? Thì em không ăn hiếp, nhưng mà ông này á là kiểu là từ trước tới giờ ông quen ai ông cũng trên cơ hết á. Lần đầu tiên gặp một cái người nói không lại, quả báo nhãn tiền á. Em lại sẽ kiểu là ổng làm với em cái đó đúng không, xong rồi ổng bực em làm lại. Giống như ví dụ cái chuyện mà hút thuốc đi, rồi em nói ổng là thôi đừng hút thuốc nữa, ổng cứ kiểu cũng lén lén hút. Tới một ngày nha, em đánh liều, em thử xong cái em đứng em vịn cái lavabo, cắt nửa điếu hút rồi lấy ra rồi đốt cái đầu giống như mình hút rồi để trên bàn, ngay bàn vậy về cho thấy. Xong cái hỏi em hút thuốc hả? Em có biết hút thuốc là bệnh rồi khói rồi này kia. Cái em ngồi em cười hả hê lắm, em hả hê trong bụng, em đợi những cái câu này rất là lâu rồi. Anh biết tại sao anh còn làm đó, là từ lúc đó, là từ cái giây phút đó là ổng đuối lý luôn, đuối ngang lý luôn, không nói được gì hết. Giờ bỏ chưa? Vẫn còn, em không có cấm nhưng mà hạn chế lại bớt. Như là có con nhỏ rồi em thì cái hơi thuốc nó ám vô trong người con. Không, ông này ổng được một cái là ổng rất thương con, rất thương vợ con. Hút thuốc là tự động biết đi ra ngoài hút, bệnh sạch sẽ kinh khủng. Nếu mà tính nói về cái chuyện mà em bừa bộn không phải, anh chị hiểu không? Không biện minh nha, này là chia sẻ. Em để đó, em sẽ dọn nha. Nhưng mà tại vì em chưa kịp dọn là ổng quào ra một cái, xong rồi ổng nói ủa tại sao em không làm. Ông này bệnh sạch sẽ kinh khủng, hút thuốc nhưng trong nhà không hề có một cái tàn thuốc luôn. Trước cửa nhà là có một cái gạt tàn mà không bao giờ cái thành của cái gạt tàn đó nó dính một cái bụi tàn luôn. Quét nhà ngày 3 giống như kiểu đang tôn vinh vụ chồng hút thuốc vậy trời. Vậy giờ chồng em có cái gì mà làm em bực mình không? Quạo, cọc lắm. Mà đâu có chửi em đâu, chửi đồ đạc thôi mà. Nhưng mà nó cũng khiến em bị tiêu cực. Ví dụ em đi tập về em cũng mệt, xong em nằm trên giường em chơi con, cầm cái cục wifi mà gắn vô tường á, xong gắn không vô, cái tự nhiên quạo, xong bán mạnh một cái vô, ăn cái xong đi ra, đóng cửa cái râm. Nhiều lúc em cũng bực, nhưng mà cái được một cái là biết bo cua, biết quẹo lại, là đi cọc xong là biết em buồn, biết em bực, tự có cái này em sực lại luôn không? Có. Hồi trước giờ là đối với những người bạn cũ của em á là em sẽ kiểu em sụp dữ lắm, em sụp tới chừng nào mà chịu thua thôi, im thôi. Nhưng mà đây là cái người đầu tiên mà em nhịn. Có nhiều cái ví dụ em chỉ nói như vậy ra thôi, cảm thấy là nghe rồi cũng im rồi thì thôi, nhưng mà hồi trước là không có đâu. Nói cho ra ngô ra khoai, nói cho ra ngô ra khoai, nói cho tới chừng nào mà giận đi về nghỉ gặp mấy ngày luôn. Nhưng mà em thấy cuộc sống vợ chồng nó vui hơn không hay là hồi thời yêu nhau vui hơn? Em thấy nó cũng vậy, nó cũng vui, tại vì em nghĩ là cái khoảng thời gian mà tụi em ở bên cạnh nhau nó cũng chưa có dài. Được một cái là ông này ông rất là hiểu tính em. Có bầu là mấy tháng là em bắt đầu nghỉ nhảy? Tháng đầu tiên em có bầu là em vẫn đi đấu với ông này, đi đấu giải. Người ta nói là tháng đầu tiên là quan trọng lắm, nhưng mà lỡ đăng ký rồi, lúc đó biết rồi mình nghĩ là thôi giờ mà bỏ cái giải này chắc cũng phải lâu lắm mới được nhảy lại, thôi chơi đi, là lúc đó em sẽ tin con em. Ai ngờ đâu là đi thi game đó là chơi 3 người thắng xong cái cúp còn để trên phòng luôn. Ngon, kỷ niệm đó ha. Dạ. Bây giờ đi nhảy lại chưa em á? Dạ rồi. Nhiều người cũng hơi lo cho em là mới có 2 tháng nhảy lại thì hơi bị sợ sau này yếu phải không? Dạ đúng rồi, nhưng mà em nghĩ là em sẽ cố gắng để phục hồi sức khỏe tốt, với lại tìm cái cách để mà cơ thể mình thích nghi. Nhưng mà em đi nhảy về rồi hai vợ chồng đi về rồi con ai coi? Thay phiên nhau. À, đi riêng lẻ chứ không có đi chung nữa. Dạ. Thôi nói nghe nè, bây giờ tôi nghe nói có cái chỗ sân thượng gì đó, tôi muốn lên sân thượng chơi quá, đi không? Ừ, thôi tôi này chỗ phụ nữ đi riêng đi, người ta đàn ông đi riêng. Ê, đi sân thượng chơi. Dạ. Cái này là tổ ấm của hai vợ chồng hả? Dạ đúng rồi. Cũng gọn gàng ha. Đây là cái bàn làm việc của em hả? Dạ. Giới thiệu nhẹ anh, cái này gì vậy? Đây là dàn PC của em. À, về phối nhạc hả? Không, em làm về video với lại em chơi game. À, nhưng mà em nói đâu vợ em bừa bộn là sao đâu, anh chưa hiểu. Trong nhà này là em sẽ là người dọn dẹp hết. Như anh thấy chỗ này là cái móc này nó sẽ nằm ở chỗ khác, cái lược này nó sẽ nằm trong nhà tắm. Đó. Ở thường ngày trong nhà là chuyện nấu nướng là em nấu hay là vợ em nấu? Vợ em không biết nấu hả? Biết nấu nhưng mà em không muốn vợ em đụng vô. À, em lo hết. Em nấu cho vợ em ăn. Dạ. Rồi còn rửa chén? Rửa chén là tùy lúc. Còn dọn dẹp nhà cửa là em lo hết? Lo hết luôn. À. Không gian trên này mát mẻ ha. Hai chồng có nào lên đây tập nhảy tập hát hay là lên đây chỉ để nhậu thôi? Dạ, sân trước là để nhậu, sân sau mới là sân tập nhảy. Nãy giờ ngồi với nói chuyện thì chị thấy chỉ là hai vợ chồng thật ra là rất là còn trẻ con, rất là vui. Nhưng mà chị không biết là trong cuộc sống này có khi nào mình quá căng thẳng hay mình áp lực gì rồi mình gây gổ với nhau không? Nếu mà nói không có là nói dối chắc. Dĩ nhiên là phải có, nhưng mà được một cái là hai đứa kiểu dạng nó chỉ dừng ở mức mâu thuẫn thôi. Chứ đó giờ thì chưa có tới một cái mức cãi nhau. Nếu như mà có lớn tiếng quá là tự động hai đứa im hết. Nhưng mà thường gây nhau là vì cái lý do gì? Thật ra thì cái chuyện mà mâu thuẫn nhiều cũng trong khoảng thời gian gần đây. Từ cái lúc mà bắt đầu dịch xong rồi kinh tế của hai đứa cũng bắt đầu khó khăn hơn. Bị ảnh hưởng đâu có show gì đâu phải không? Dạ. Cả hai đứa luôn mất thu nhập hoàn toàn. Lúc đó là đang trong thời gian mang thai sắp sinh nữa. Ồ. Cho nên là rất là nhiều thứ phải chuẩn bị, xong rồi phải học, rồi áp lực nhiều lắm. Cho nên là mình còn phải nghĩ giống như mình lớn, mình có bệnh mình cũng nhịn được, mình cũng muốn cố mình chịu, hay là mình có đói mình cũng nhịn. Nhưng mà con mình nó đâu có làm được chuyện đó đâu. Tụi em phải làm sao vượt qua cái giai đoạn vừa rồi? Cũng may là tụi em vẫn còn được sự giúp đỡ của gia đình. Nhưng mà gia đình cũng không có thể nào mà giúp đỡ tụi em nhiều. Một phần nào thôi. Dạ, đúng. Sinh xong thì tụi em cũng chật vật một thời gian. Nhờ bạn bè giúp, mất thu nhập xong là có bao nhiêu tiền tụi em dành dụm á, là trong thời gian đó là chỉ có ăn thôi chứ không có làm. Mà còn phải bồi bổ cho con ở trong bụng, rồi phải đi sinh nữa. Dạo này thì hai vợ chồng kiểu cũng hay mâu thuẫn về cái chuyện đi làm với lại tiền bạc thôi. Đi làm là đi làm sao? Kiểu giống như là đi làm nhiều quá, xong rồi bị áp lực về nhà. Kiểu giống như là có nhiều hôm cảm thấy thoải mái thì không sao, mà có nhiều lúc á, không sẽ kiểu không kiềm chế được cái bản thân của mình. Mệt quá, hơi quạo quọ, hơi bình thường á là đã rất là dễ quạo, dễ khó chịu rồi. Bây giờ còn rất là nhiều áp lực đè lên người nữa. Bắt đầu là dễ gây lắm, dễ mâu thuẫn với nhau, xong rồi dễ quạo. Có phải là do lý do là vì bạn ấy đi làm có một mình mà em phải ở nhà chăm con? Em không biết là Thống nghĩ như thế nào nha, nhưng mà cái này cũng là một cái chuyện khiến em rất là buồn. Tại vì á, có nhiều lúc em nghĩ là vô tình thôi, thì Thống có nói với em là Thống cảm thấy giống như là chỉ có một mình Thống đi làm. Đôi khi nó cũng chỉ là một câu nói đùa thôi à, nhưng mà em cũng chạnh lòng. Dạ đúng rồi. Chị nghĩ là không có đâu, bạn ấy hiểu cái vai trò của người làm chồng làm cha mà, với lại bạn ấy ở trong phòng sanh khi mà thấy em sanh nở, biết con cái, biết lo lắng cho vợ con. Cái câu đó là nhiều khi nó giỡn, nó chọc em thôi, kiểu như là con mình tôi đi làm thì tôi quạo. Mà vì em vừa sinh xong, có nhiều khi có những cái stress sau khi sinh mà em bắt vô em chạnh lòng thôi, chứ chị nghĩ thì Thống nó không phải nghĩ như vậy đâu. Nhiều lúc cái gì mà nó lặp lại nhiều quá thì mình lại không có nghĩ nó là vô tình nữa. Hồi nãy lúc chia sẻ thì anh thấy vợ em có tâm sự là như là cái tánh của em nó hơi cọc cằn. Thì có một cái lần nào mà em làm cho vợ em cọc, là làm cho vợ em buồn? Có chứ, cũng có. Như là kiểu mình đi làm về một ngày mình đã mệt á, có nghĩa là mình làm nhiều thứ quá mình sẽ dễ bị nổi stress. Đúng, mình sẽ bị kiểu mình phải cần buông tỏa ra, mình phải có cái giới hạn của mình nữa. Lần là đi làm về khuya, xong rồi giờ em lại bắt em đi làm một cái chuyện khác nữa. Em kêu là ngày mai cũng có thể làm nhưng mà không chịu. Với lại em cọc quá, mình mệt quá, vào luôn. Gọi là em la vợ luôn, à cái khóc, không buồn luôn, la hết. Rồi em sao? Rồi lúc đó là cũng thấy khóc là mình xìu xuống thôi. Vợ em khóc thì em có dỗ dành không? Có chứ, phải dỗ dành chứ. Như em bé vậy. Thì đúng rồi, thật sự vợ em lớn lên là gặp em là năm đó mới có 21 tuổi à. Rồi hai người yêu nhau rồi sinh con luôn, là năm nay cũng mới có 23 tuổi thì thật sự cũng tuổi rất là còn trẻ con ha. Sau cái lần mà em nạt vợ em khóc vậy rồi là sau đó em có suy nghĩ gì không? Sau cái đó thì về mình kiểu mình lúc nào mình cũng cảm thấy mình có lỗi á. Ừ. Nhưng mà em đừng để trong lòng, chị nghĩ là nếu như thật sự như vậy, tại các bạn còn rất trẻ, mặc dù nó có con nhưng mà nói về hiểu nhau á cũng chưa nhiều. Dạ đúng. Cái tuổi tụi em cũng còn quá trẻ, 23, 24 tuổi cũng rất là non nữa. Ăn chưa no lo chưa tới, chị nói thật, đừng chờ. Em lớn hơn con chị có mấy tuổi thôi à, mà con chị nhà nó con nít vô cùng. Cái gì cũng mẹ hết. Thì đùng một cái mình phải lừa làm cha làm mẹ thì mình cũng thông cảm cho Thống là đôi lúc cũng áp lực công việc. Thật sự dịch rồi nhiều khi thiếu tiền, thiếu đồ rồi về không có đồ ăn ngon cho vợ cho con. Bạn ấy cũng bị áp lực. Nếu mà em nghe những cái điều đó, mình là cái tâm lý phụ nữ sau sinh là mình mặc cảm nhiều thứ lắm. Em không phải là em không làm ra tiền, nhưng vì em sanh nên buộc em phải ở nhà. Nếu như em không có vừa lòng, bạn ấy nói một lần không được, lần thứ hai em thấy nói nữa là em phải chỉnh. Em kêu xuống tối ngủ nói nếu anh nghĩ như vậy thì để em biết đường em tính, để em đi làm hay là cái gì đó để em phụ anh. Nếu như mà mình chia sẻ được thì mình mới ly với nhau được lâu dài. Còn em giữ đó, hôm nay em nói được với chị biết là em cũng một người nhạy cảm. Kiểu giống như là bình thường như thế này em tỉnh táo thì em sẽ nghĩ cho Thống nhiều hơn. Em thấy bạn đi làm nhiều quá, nhiều áp lực quá thì em không muốn nói. Nếu như em nói ra thì giống như là em không thông cảm được cho Thống, mà em còn đặt lên Thống thêm một cái gánh nặng nữa là tại sao em lại nghĩ như vậy. Mà mình còn chưa biết chắc là cái suy nghĩ của mình đó là đúng hay sai nữa. Đó là chỉ là do cái cảm xúc của mình cảm nhận thôi. Thì bởi hồi nãy chị mới nói em á, là có thể em sai. Thống nó không nghĩ như vậy đâu. Em cũng sợ lắm. Em sợ nhất là kiểu vỡ, tức nước vỡ bờ. Đúng rồi. Em nghĩ là cuộc sống lúc nào nó cũng có khó khăn hết. Với lại tụi em cũng còn rất là trẻ. Chắc chắn là đoạn đường phía trước còn rất khó. Khi mà cái kinh tế tụi em chưa ổn định thì cái tình yêu nó khó bền vững lắm. Cho nên chính tụi em phải là cái người ý thức được cái chuyện đó. Một cái điều chị nói duy nhất thôi, chia sẻ, phải chia sẻ với nhau mỗi ngày. Đừng để nó tích tụ một cái gì hết. Dạ. Em cũng quen nhiều người, nhưng mà cái bạn này giống như là cái người thực hiện được cái ước mơ mà từ đó tới giờ em suy nghĩ là không bao giờ mà cuộc đời em nghĩ là em sẽ trải qua được cái khoảnh khắc như vậy. Là bạn quỳ gối cầu hôn em ngay trên cái sân khấu nhảy, cái nơi để mình thỏa niềm đam mê. Cái giây phút đó là em cảm thấy em đã hạnh phúc lắm rồi. Trước biết bao nhiêu người, trước biết bao nhiêu anh em đồng nghiệp. Sau ngày hôm đó bạn nói với em một câu là anh muốn làm tại vì anh tôn trọng em. Chị nghĩ rằng là một cái tình yêu đẹp thì mình phải cố gắng giữ. Bây giờ nó giông tố xung quanh, cạm bẫy nó nhiều, mọi thứ nó nhiều lắm. Chỉ cần mình không vững lòng một cái, lung lạc một cái là đứt. Hạnh phúc của mình phải nắm giữ. Và chị hy vọng rằng là sẽ thấy vợ chồng của tụi em lúc nào, nhiều khi sau này gặp lại vài ba năm, quay một chương trình gì đó làm lại, tiếp tục thấy vợ chồng em đồng hành và hạnh phúc với nhau như vậy. Dạ. Chị rất là vui. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Yeah. Em có một cái giống như là có một món quà gì đặc biệt dành cho tặng cho cô ấy không? Em có chứ, hầu như là lần nào em đi làm mà bản thân em được nhận lương nha, là em sẽ đều muốn làm một cái gì đó cho vợ em bất ngờ để cho cổ vui phải không? Dạ. Vợ em hay lướt mua hàng online lắm. Shopee. Em hay để ý điện thoại vợ em là mấy cái đó không à. Là em thấy cứ trong giỏ hàng là em sẽ mua hết, hoàn toàn qua thẻ của em. Vợ thích gì lại mua đó. Vợ chỉ cần thích thôi bỏ vô trong đó là mình biết, tại vì vợ em là một người cũng rất là kỹ tính, rất là khó tính. Khi cổ đã bỏ vô giỏ hàng rồi chứng tỏ là rất cần thiết. Tại vì vợ em rất là kiểu tiết kiệm cho con cái. Vợ em dạo này hay chịu thiệt lắm, không nghĩ theo bản thân mình nhiều. Hôm nay em cũng có chuẩn bị sẵn là một cái, có nghĩa là cái áo đó là cái áo vợ em rất là thích. Là cái áo đó cũng là cái áo mà đầu tiên mà khi cái ngày đầu tiên hai vợ chồng gặp nhau là vợ em mặc cái áo đó, nhưng mà để đâu mất tiêu rồi, đi làm mất. Dạ em đã truy lùng được. Dạ em truy lùng ra được. Em mua lại một cái áo mới y chang vậy luôn. Cái dề, nghe tiếng lục đục rồi. Tôi đây, xin chào hai bạn trẻ. Sao khám phá dưới đó có gì hấp dẫn không? Trời ơi, căn phòng rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương, gọn gàng ngăn nắp lắm, chứ không đến nỗi bừa bộn đâu. Này dễ thương lắm nha, cái gì vậy? Cổng gì đi cà lết. Rồi, tới đây là tôi hết nhiệm vụ còn lại là Thay lời muốn nói, dành cho Thống nói cho bạn Linh. Trời, em nhớ cái áo đầu tiên em mặc lúc đi gặp anh không? Nhớ. Mua cái áo mới nè. Tôi đang rất là háo hức, tôi không biết cái áo đó là cái áo gì đây. Ôi trời ơi, anh xọn quá. Ôi thiệt luôn hả? Kiếm đâu ra hay vậy? Tại vì cái này là hàng giới hạn, limited. Trời ơi, thiệt luôn á. Quá đắt luôn. Wow. Tại vì cái áo đó là thích lắm. Đi tập lúc nào cũng mặc, với lại gặp ông này mặc là tại vì đi tập về lúc nào cũng bỏ ông cặp á, mà dọn nhà 2-3 lần xong rồi mất tiêu rồi. Hôm qua hôm kia mới nói với ổng luôn. Mà đúng màu không? Cảm ơn, trời cảm ơn, đúng rồi. Vợ rất là nhiều cảm xúc nha. Nghe nè, rồi làm gì khóc? Ôi, khóc hoài luôn, khóc từ bữa cầu hôn tới bữa nay luôn. Rồi dạ hả? Biết là sau dịch ai cũng khó khăn hết, mình nhớ vừa cưới nhau xong, có con sớm, mình còn trẻ, công việc nhiều khi nó chưa ổn định thì anh phải đi làm nhiều hơn, làm nhiều việc hơn để cho cuộc sống nó ổn định lại. Tình hình dịch thì đều là chung hết, nhưng mà anh ôm quá nhiều việc, cái gì anh cũng phải làm hết là anh dễ bị nổi nóng, mà anh sẽ cố gắng anh sửa cái thói quen xấu đó để em không có buồn nữa, không có la nữa nha. Làm mọi thứ để cho hai mẹ con thôi nha, thương. Cảm ơn mọi người, cảm ơn chương trình. Tình yêu là cả hai cùng phải vận động, cùng phải hướng tới, không có gì phải chất chứa trong lòng. Chị chỉ nói với em là vợ em có nhiều điều chất chứa lắm. Những người làm nghệ thuật thì rất là nhạy cảm, em cũng vậy. Nếu mà em cảm nhận những gì chị nói là đúng thì những cái gì chị chia sẻ em hãy cố gắng em làm liền. Dạ. Rất là xúc động đúng không các bạn? Tôi cũng thuộc loại mít ướt lắm, tôi thề tôi không có khóc trên chương trình. Nhưng mà rõ ràng là ngày hôm nay có rất là nhiều thông điệp từ cái cặp vợ chồng trẻ này. Thứ nhất là những cái giá trị, những cái tình cảm tốt đẹp giữa mẹ chồng nàng dâu, cũng như là những cái thông điệp dành cho những cái bạn trẻ khi mà đã quyết định yên bề gia thất sớm ở độ tuổi còn trẻ mà có con có cái nữa. Khi mình đã bước vào cái ngưỡng cửa đó rồi thì mình phải chịu trách nhiệm và mình phải bản lĩnh hơn, mình sống có trách nhiệm hơn với những người thân của mình và phải nắm giữ cái tình yêu, bởi vì tìm được nhau không phải là dễ, mà có được nhau rồi mà giữ được nhau đến trọn đời thì cái đó mới là cái điều tuyệt vời. Chị Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai vợ chồng được nhiều sức khỏe, chúc cho cô công chúa thì càng ngày càng mau ăn chóng lớn, xinh đẹp giống như là ba mẹ, giỏi giang như là ba mẹ ha. Cảm ơn các em rất nhiều hôm nay đã tham gia chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh chị cũng như là chương trình đã đến và chia sẻ cùng với vợ chồng em, và hy vọng rằng là những cái gì mà hôm nay em chia sẻ với mọi người sẽ mang lại cho mọi người những cái điều tích cực hơn. Đến bây giờ thì thời lượng phát sóng chương trình đã hết rồi. Cát Tường với Tiết Cương như là vợ chồng của Thống đây xin tạm biệt quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.